Bà Tường nó không truy cứu rồi. Hoàng Tường thân là quân dương một đứa, nhưng cổ là bậc phụ mẫu thì cũng giống như bổn cung, hy vọng con cháu hạnh phúc an khang. Giờ mọi chuyện đã rõ ràng, ai là những tâm chia cắt? Chỉ là lời nói của Hoàng Tường đáng giá ngàn vàng. Chuyện hòa ly Hoàng Tường đích thân nói ra, sao có thể dễ dàng thu hồi? Bây giờ mặc dù không phản đối, nhưng đã ngầm chấp nhận rồi. Đa tạ mộ phi. Xin lỗi, ta biết là những giấy hòa ly là gì ta. Bất luận là gì cái gì, đừng hại gì thiếp mới bị thương, mà còn bị thương rất nặng. Nàng còn nhớ không, ta đã từng nói bất luận là chuyện gì đều không nên trốn tránh lẫn nhau. Lần này là nàng sai rồi, đừng có lần sau nữa, được không? Được. Được rồi điện hạ. Trương Yến huynh ấy đã chết rồi. Nàng làm thế nào mà tìm được vật chứng vậy? Chuyện này nói ra rất dài, giúp bây giờ nói rõ với chàng. Chàng sao vậy? Đau tim. iQIYI, strange name, amazing shows. iQIYI.